Đúng rồi, có nước cốt là mập. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Con Gái Miền Tây. Bữa trước thì Như đào khoai môn rất là nhiều và làm bánh hấp khoai môn thì không có hết, cho nên là còn một mớ. Hôm nay thì Như sẽ quyết định là nấu món chè khoai môn với nước cốt dừa. Đặc biệt nha, những cái món chè thì Như cực kỳ là thích có để nước cốt dừa vô luôn. Nó béo và rất là ngon. Và nguyên liệu thì rất là gần gũi. Mình khoai môn nè, dừa thì mình giật ở trên cây xuống mình nạo. Rồi nếp nè, những cái nguyên liệu từ thiên nhiên rất là gần gũi. Ăn cũng rất là mát cho cơ thể đó cả nhà. Bây giờ thì xin mời cả nhà hãy cùng theo mình, chúng ta hãy cùng vào bếp làm món chè khoai môn cực kỳ đơn giản này nhé. Đi thôi. Vậy Như sẽ cho khoai vô đây. Bắt đầu bây giờ Như sẽ luộc khoai môn này trước. Bây giờ Như sẽ vo nếp cho sạch. Cho vô miếng muối, Như bắt cái nồi nước này lên để nó sôi, sẽ cho nếp vô. Rồi bây giờ nước sôi thì Như sẽ cho nếp vô nha cả nhà. Nãy mẹ Như nói là hai trái dừa của Như chưa có khô lắm, nên là mẹ đem ra cho 1 trái dừa khô nữa nè, để trộn vô chung cho nó béo. Giờ Như sẽ vắt nước cốt dừa. Trước khi dắt thì Như sẽ nhồi nó. Đó. Cái này là cái phần nước nhất cả nhà ơi. Như sẽ cho vô cái tô này. Để chút chè của mình gần chín rồi á, rồi mình sẽ cho vô. Giờ Như mới dắt nước nhì nè. Nước nhì là Như để trực tiếp vô luôn. Nồi nếp này là nãy Như nấu nè, nó vừa sôi lên là nó cạn nước rồi nè, là Như nhắc xuống, Như chờ dắt nước cốt dừa đó. Xong rồi Như cho vô, Như bế bắt lên lại. Bây giờ Như sẽ cho nước cốt dừa mà nước nhì nha. Cho vô. Rồi
khoai môn sau khi luộc thì Như sẽ gọt vỏ ra. Khoai môn Như đã sắt ra xong rồi. Ý lộn, mẹ Như đã sắt ra giùm Như xong rồi. Bây giờ thì mẹ sẽ cho vô trong cái nồi chè nha cả nhà. Nè mẹ cho vô giùm con. Thấy chưa, khoai môn quá chần luôn. Nhiều hơn nếp. Hồi nãy đi làm luôn củ bự, cái mẹ nói nhiều lắm nên là bỏ củ bự lại rồi cả nhà ơi. Bây giờ cho luôn cái phần nước cốt nhất vô nè. Dạ. Trời ơi. Dễ dở dừa quá. Nấu gì mình. Ngon quá. Hấp dẫn quá. Con thấy chảy miếng rồi nè. Dạ Như sẽ cho vô đây làm nữa chứ được. Cái nồi chè của Như vậy là rất là hấp dẫn rồi. Bây giờ Như sẽ cho lá dứa vào nữa cho nó có màu xanh đẹp mắt hơn nha cả nhà. Nhiều quá wow. Không xanh le luôn. Nhiều quá không? Hồi nãy bỏ quá rồi. Không, nhiều nếp mà. Thơm quá không? Sôi lên là nhắc xuống được rồi. Như với mẹ đã nấu xong một nồi chè thật là khổng lồ và siêu hoành tráng luôn. Và mọi người có biết sao là mẹ Như thích nấu nhiều vậy không? Là mỗi lần mà quay video xong á thì mẹ sẽ đem cho hàng xóm. Tại mẹ Như rất là hiếu ăn. Bây giờ thì xin mời cả nhà hãy cùng Như với mẹ ăn chè khoai môn này nhé. Hấp dẫn lắm luôn. Cho mẹ. Mời các bạn ăn chè nha. Trời ơi thơm quá. Nếp á, rồi nó dẻo mà nó sánh mịn luôn. Hòa quyện chung với nước cốt dừa, cái màu xanh xanh của lá dứa, khoai môn tím tím. Bây giờ Như sẽ ăn thử nha. Vừa ăn chứ ngọt dữ nha. Như vậy là ngon rồi. Phải thêm chút đường. Thêm chút đường là quá ngọt, đúng không? Phải nói là khoai môn cực kỳ dẻo luôn nè. Có mấy củ khoai môn mình nha, mình nghe nó sực 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 luôn á. Ngon. Cái này với chè bắp cái nào ngon mà. Cốt đúng rồi, có nước cốt là mập.
Chè khoai môn thực sự rất là ngon luôn á cả nhà. Nếu như mà ai có thời gian rảnh á thì ở nhà mình mua khoai môn về rồi mình nấu ăn cũng rất là ngon. Nếu không thì mình không có rảnh thì mình mua ở ngoài đường cũng được, nhưng mà tự tay mình nấu thì cái tình cảm của mình nó bỏ vô cái nồi chè nó sẽ ngon và ngọt hơn đó cả nhà. Còn bây giờ thì Như với mẹ chắc sẽ là dừng video tại đây rồi. Rất mong là mọi người sẽ thích video này cũng như là thích món chè khoai môn của hai mẹ con Như. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Tạm biệt.